Dạ, kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Fan Blog. Hôm nay thì Hiếu xin cập nhật một cái thông tin có liên quan đến vụ án của Thiện Am. Đây là thông tin mới nhất mà luật sư Đào Kim Lân chia sẻ vào đêm tối hôm qua, rất là muộn, tại thành phố Đà Lạt, thưa quý vị khán giả. Thì xin thưa quý vị khán giả, trước khi vào nội dung cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Ngày mới có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Thì trong cái ngày 24 tháng 9 năm 2022 vừa qua, thì bên phía lực lượng cơ quan chức năng cũng đã đến làm việc với bên phía Thiện Am, và ở đó thì họ đã lấy những cái mẫu để mà đi xét nghiệm ADN. Nhưng mà với cái việc làm của họ đó, thì tất cả quý vị khán giả chắc cũng đã biết, đúng không ạ? Thì ở đây luật sư muốn trả lời những cái thắc mắc của quý vị khán giả có liên quan đến cái ngày hôm đó, và có rất là nhiều người ở bên phe đối lập á, thì họ cho rằng là luật sư có quyền hạn gì mà tham gia vào những cái vụ án khác ngoài cái vụ án 331. Trong khi đó hiện tại thì họ nói rằng là luật sư chỉ có quyền tham gia vào cái vụ án 331 mà thôi. Nhưng ở đây luật sư Đào Kim Lân trình bày rất là rõ ràng, trình tự chi tiết vào cái điều 83 của Bộ luật Tố tụng Hình sự là luật sư có quyền tham gia vào các vụ án khác khi mà bên thân chủ có yêu cầu, thưa vị. Thì trong ngày hôm đó thì bên phía Thiện Am cũng có yêu cầu là phải có mặt của luật sư. Nhưng với cái sự cản trở của bên phía cơ quan chức năng đối với việc mà luật sư tham gia đó, thì đây là một cái điều là sai trái hoàn toàn, thưa vị khán giả. Thì sự việc nó như thế nào thì bên cạnh đó luật sư cũng có nói là đã có đơn để mà khiếu nại đến với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét về cái sự kiện của ngày 24 tháng 9 đó. Song song bên cạnh đó thì luật sư cũng kêu gọi mọi người là có thông tin gì về những cái danh tính của thành phần mà đi hăm dọa, đe dọa bên phía luật sư đó, để cho luật sư có những cái đơn mà tố giác lên với Bộ Công an để cho họ xem xét và xử lý đối với thành phần cá nhân tổ chức đó, thưa vị. Bởi vì trong tình trạng hiện tại thì luật sư cũng rất là hoang mang lo lắng đối với những trường hợp đó, thưa vị. Thì sự việc nó như thế nào, Hiếu sẽ quay trở lại bình luận sau. Nhưng mà bây giờ thì Hiếu rất mong là quý vị khán giả bỏ thời gian ra nghe luật sư Đào Kim Lân chia sẻ à. Đây là chia sẻ mới nhất của luật sư trong cái sự kiện ngày 24 tháng 9 vừa qua. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi và ủng hộ cho luật sư cũng như là Hiếu. Rất mong là quý vị khi xem video này để lại bình luận cũng như là một like tặng cho luật sư và một đăng ký kênh tặng cho Hiếu. Hiếu cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì Hiếu mời quý vị cùng nghe luật sư Đào Kim Lân chia sẻ nhé. Có một số người là cho rằng là cái việc mà các luật sư ngày hôm qua đó, người ta đang thắc mắc đó, là cái việc mà các luật sư xông vào tỉnh Bồng Lai vào sáng hôm qua thì thật sự là lý do gì và như vậy có đúng pháp luật hay không. Mà trong ngày hôm nay chúng tôi xem một số bạn là luật sư thì khi người ta giao trình bày vấn đề đó đó, họ cũng có một số cái ý kiến. Bản tôi cho rằng là cái ý kiến đó nó cũng mâu thuẫn với nhau. Rồi các cô trong tỉnh Bồng Lai á cũng có câu hỏi chúng tôi, vì khi mà vào á họ nghe nói thấu rằng là công an có đọc một số văn bản và nêu lên một số điều luật. Điều luật đó là gì thì họ không biết, và họ xem hỏi là cái điều luật đó có liên quan gì đến vấn đề giám định hay xét nghiệm hay không. Thì để mà chủ nhiệm thì chúng tôi sẽ xin phép chia sẻ về vấn đề đó, và để cho chúng ta có thể là chúng ta sẽ thống nhất là không có đặt vấn đề đó nữa, vì chúng ta còn rất nhiều việc làm phía trước. Thì chúng tôi nói thế này, thật ra cái việc ngày qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đến Thiện Am thì họ nếu như không phải làm về vụ án 31 thì họ không cần thiết phải trình báo hay là có cái thư mời và thông báo cho luật sư. Tôi xác định nha, nếu không có liên quan đến 31, không liên quan đến tất cả những thành viên trong Thiện Am mà là thân chủ chúng tôi trong vụ án đó, thì các luật sư không thể nào yêu cầu công an thông báo. Cái đó tôi xác nhận như vậy. Nhưng có điều, nếu như những người công an đó đến Thiện Am để làm bất cứ nội dung gì với người dân mà người dân người ta có yêu cầu có luật sư có mặt, thì về nguyên tắc công an phải tạo điều kiện cho người đó làm thủ tục mời luật sư.
Và chúng tôi thường nói với các bạn trong một lần live trước đây đó, là mỗi lần coi những phim Hồng Kông, phim Mỹ á, là tôi hay nói như này, tôi khoái cái đoạn mà khi mà bắt tội phạm á, cái anh cảnh sát á, đưa cái tay còng vô cái họ nói câu là anh đã bị bắt, bây giờ anh có quyền im lặng, những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Đấy, tức là thường ta khoái câu đó đó. Và chúng tôi thường ước mơ là không biết bao giờ ở Việt Nam ta câu đó thành sự thật. May mắn là từ bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì vấn đề đó đã được đưa vào bộ luật tố tụng hình sự. Và cụ thể là ở cái điều, xin lỗi tôi coi lại điều luật chính xác xíu. Và nếu giới cộng đồng á, tôi hình như tôi đã trao đổi vấn đề này một lần rồi. Thưa quý vị, đó là điều 83 bộ luật tố tụng hình sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Có nghĩa là luật sư có quyền tham gia tất cả những buổi làm việc của những người không phải là vụ án khởi tố, mà họ chỉ mới bị tố giác, hoặc họ đang trong quá trình trong quá trình là bị kiến nghị khởi tố, thì họ vẫn có quyền yêu cầu luật sư có mặt. Tôi nhắc lại nha, nếu như người dân khi có bất cứ yêu cầu mà làm việc với cơ quan công an, họ muốn có luật sư ở cạnh bên để mà hỗ trợ, thì cơ quan công an phải tạo điều kiện cho luật sư tham gia. Tất nhiên nói là dễ, nhưng thủ tục phải được rà, tức là họ phải có đơn yêu cầu luật sư, rồi luật sư phải có văn bản gửi cho cơ quan công an, rồi chờ cơ quan công an họ xem xét chấp thuận thì tiếp làm việc. Tuy nhiên trong thời gian đó, công an có quyền hỏi những người mà họ muốn làm việc đó, tức là người bị kiến nghị khởi tố hoặc là người bị tố giác đó, nhưng người dân có quyền giữ im lặng không trả lời. Tôi nhắc lại nha, họ có quyền giữ im lặng là khi nào có luật sư tôi trả lời, đó là quyền pháp luật quy định. Từ điều 83 này cụ thể hóa bằng cái thông tư số 46/2019, thông tư Bộ Công an, và chính thức có hiệu lực từ ngày 2 tháng 12 năm 2019, trong đó quy định về thủ tục đăng ký bảo vệ quyền hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Có nghĩa là chúng ta đi thưa người nào đó, chúng ta vẫn có quyền mời luật sư. Chúng ta bị ai thưa, chúng ta cũng có quyền mời luật sư, không phải chờ tới khởi tố thì luật sư mới được quyền tham gia. Nó khác hoàn toàn những quy định trước đây, và tôi nghĩ rằng đây là một điều luật rất tiến bộ. Đặc biệt thì như tôi nói đó, để tránh cái thủ tục rườm rà, chúng tôi đã có cái ứng dụng gọi là luật sư SOS. Có nghĩa là sao? Chúng tôi sẽ có mặt theo yêu cầu của bất cứ khách hàng nào, và sẽ có ứng dụng, trong đó là chúng ta có bảo mật, thì tất cả bảo mật đó sẽ tích hợp những thông tin. Nó vừa giống như chúng ta là đại khái là chúng ta cái ứng dụng của Uber hay là của Grab, Dropbox rồi quý vị. Thì cái đó khi khách hàng có yêu cầu, luật sư ở gần khu vực đó sẽ có mặt và đến cơ quan công an làm thủ tục. Và tất nhiên sau này nếu như cái vấn đề mà khoa học tiến bộ thì chúng ta không cần phải xài những giấy tờ nữa, mà bằng mã vạch hay là bằng con chip. Giống như bây giờ cái căn cước công dân á, tra vào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầy đủ thông tin, không cần phải những tờ giấy rồi cái đơn yêu cầu luật sư rồi thông báo của cơ quan công an vân vân. Thì cái đó là tôi cũng đang xây dựng cái chương trình đó, và có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng có lẽ là cái cơ quan mà muốn hỗ trợ tôi nhất á là Bộ Công an, nhưng cũng có thể một số cán bộ trong đó họ lại không khoái cái đề án này. Bởi vì như vậy á thì bất cứ thời điểm nào khi công an làm việc, luật sư sẽ có mặt. Tôi nhắc lại nha, bất cứ thời điểm nào công an làm việc, luật sư có mặt. Người nào làm việc đúng quy định, người nào công tâm thì họ rất muốn có luật sư cùng làm, để mà sau này họ không có bất cứ trách nhiệm gì. Vì lời khai của thân chủ chúng tôi á, và có chữ ký luật sư, nó đương nhiên những thân chủ đó khi ra tòa không thể nào thay đổi lời khai. Đấy, tôi nhắc lại là như vậy.
vẫn có một số anh em người ta lại không thích như vậy, bởi vì như vậy á có thể hạn chế cái việc hành nghề của họ. Nên tất nhiên cái việc mà để đưa ra đề án này thông qua đó rất là khó, nhưng tạm thời bây giờ chúng tôi xin xác định như thế này: nếu như quý vị có yêu cầu thì luật sư sẽ có trách nhiệm đến nơi đó đăng ký thủ tục với cơ quan công an. Trong thời gian chờ cơ quan công an hoàn tất thủ tục cho luật sư, quý vị có thể khai, quý vị có thể im lặng để chờ luật sư, đó là luật quy định. Và cái việc im lặng hay là khai đó không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của vị. Do đó khi những người trong Thiền Am cũng là những người thân chủ chúng tôi trong những vụ việc khác, họ có yêu cầu chúng tôi có mặt khi luật sư đến làm việc, chúng tôi đến đó hoàn toàn hợp pháp. Đáng lẽ ra cơ quan công an khi người dân nói rằng tôi muốn có luật sư có mặt mà quý vị thông báo cho luật sư chúng tôi để mà luật sư đến thì tốt, nếu không thì các anh chờ luật sư tôi xuống để làm việc, cái đó mới là đúng quy định. Còn việc khi khách hàng không đồng ý mà cơ quan công an tự tiện làm việc với họ, khả năng những lời khai, những nội dung đó khi ra tòa chúng tôi sẽ yêu cầu là không công nhận. Đó là quy định đúng quý vị, đó là quy định chứ không phải chúng tôi nói là nội dung đúng hay sai. Tôi nhắc lại nha, đó là quy định về việc thu thập cái lời khai. Đó, do đó là khi mà chúng tôi đến thành phố Bồng Lai ngày hôm qua đó, đúng là lúc đó tôi không nghĩ đến nguy hiểm. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ bất cứ gì xảy ra, chúng tôi nghĩ bình thường thôi. Có lẽ là cơ quan công an đã sẽ chờ. Một, nếu các thân chủ chúng tôi đồng ý làm việc thì họ vẫn cứ làm bình thường, rồi luật sư đến và kiểm tra sau. Nếu họ đồng ý thì các anh em công an ngồi chờ họ một chút, nán lại chừng nửa tiếng, gì đó, bởi vì họ bất ngờ mà. Thì khi luật sư đến cùng ra làm việc thì đó là trình tự bình thường. Đáng tiếc rằng theo lời khai những người trong Thiền Am, thứ nhất họ có nói với công an là họ muốn có luật sư của họ, và thực chất ngoài cô Vân và ông Lê Tùng Vân, chúng tôi là luật sư chính thức trong vụ án 331, đồng nghĩa chúng tôi có thể hỗ trợ pháp lý cho bất cứ vụ án nào. Thì các người còn lại, trong đó có cô Huyền Trân, Huyền Trang, thầy Nhất Tuệ và cô Bùi Ngọc Trâm, một số cô khác tôi không nhớ tên, thì những cô đó cũng có đơn yêu cầu chúng tôi hỗ trợ pháp lý trong cái việc khiếu nại cơ quan công an huyện Đức Hòa, khám xét rồi thu giữ tài sản gì đó, mất mát gì đó, và chúng tôi cũng đã có cái yêu cầu của họ. Có luật sư thì tất cả buổi làm việc công an đều diễn ra thuận lợi đấy. Nhưng mà khổ nổi là lần vừa rồi thì họ làm tôi hơi bị bất ngờ, vì không hiểu sao lại họ lại với chúng tôi như đôi kẻ xa lạ vậy đó. Trong khi đó những lần hợp tác với nhau thì họ lại hợp tác với mình, bây giờ họ làm nó không có rõ ràng. Nên sau này những người trong Thiền Am họ có khiếu nại gì thì chắc chắn là những anh em đó phải chịu trách nhiệm. Còn về phần mình, chúng tôi đã có văn bản khiếu nại chính thức, đầu tuần chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan điều tra của viện trách nhiệm cấp cao về cái hành vi ngày hôm nay. Lần trước thì những hành vi trước tôi gửi rồi, bây giờ tôi sẽ gửi tiếp. Và cái tôi lo lắng nhất á, là hình như anh em công an đã biết và báo cho một số thành phần xấu đó, hình như là họ có những mưu đồ với chúng tôi, và hầu như là công an là người đứng sau chỉ đạo hoặc là cổ suý. Nên chúng tôi cũng có một cái dòng trạng thái trên cái Facebook á, cái đó tôi thấy cũng chưa có chứng cứ, nên tôi xem coi quý vị có thể biết những người đó, những giọng nói đó thì cung cấp tên tuổi địa chỉ chúng tôi để chúng tôi có đơn tố cáo chính thức gửi đến Bộ Công an. Bởi vì nếu như cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An là người chủ mưu đứng sau những vụ coi như là hành hung luật sư như vậy hoặc đe dọa luật sư như vậy thì cơ quan xử lý chỉ là Bộ Công an. Tuy nhiên tôi không biết những lời là người đó nói đúng hay sai, nên chúng tôi đã đăng tải những cái bằng chứng đó lên, rất mong là quý vị có thể xem xét và giúp chúng tôi thông tin về những người đó để chúng tôi có thể là có cái thông tin chính thức đấy. Rồi thì quay trở lại cái vụ việc ngày 10 ngày hôm qua đó, thì thật sự chúng tôi đối với thế này: cơ quan công an an ninh điều tra đến đó, họ có một nhiệm vụ, và nhiệm vụ này là nhiệm vụ hợp pháp. Đó là sao? Đó là họ gửi cho cô Thu Vân cái thông báo đi giám định pháp y
giám định về tình trạng thương tật của cô Vân để xem xét là có chấp nhận cái yêu cầu là đình chỉ vụ án như các luật sư yêu cầu hay không. Văn bản và những cái nội dung mà đọc cho cô Huyền Trân, Huyền Trang gì đó thì cái đó là thật ra những cái điều luật quy định về việc phân công thủ trưởng cơ quan điều tra rồi người phụ trách rồi về công tác giám định vân vân. Đặc biệt có cái điều khoản quy định rằng nếu như cô Vân không đồng ý đi giám định lâm na cái nội dung điều luật kia đó thì xem như cơ quan công an sẽ không xem xét đến cái đơn kiến nghị. Đấy, thật ra tôi nghĩ cái đó là hợp pháp, chắc chắn ngày hôm qua họ chỉ có cái đó hợp pháp thôi, còn tất cả những vấn đề còn lại đều không hợp pháp. Mà nếu như tống đạt văn bản với cô Vân không có luật sư của cô Vân là sai, chắc chắn là sai, vì cái đó là đúng là cái đó là bảo bọc mà. Còn nếu làm việc về những cái khác, những nội dung khác mà người ta có yêu cầu có mặt luật sư, cơ quan an ninh điều tra không tạo điều kiện cho họ, lại cố tình cưỡng chế làm việc thì thứ nhất là sai, và thứ hai toàn bộ những kết quả đó không được công nhận sau này. Đấy, còn hành vi sai thế nào thì các luật sư sẽ có văn bản và gửi cho các cơ quan chức năng xem xét. Nên quý vị cũng nên thống nhất lại nha. Nên nhắc lại, cái việc công an làm việc về những tội danh mà luật sư chưa có tham gia thì không cần thông báo cho luật sư. Nhưng nếu như người bị đồng việc, tức là nghi can hay là người bị mời, người có giấy gì đó, mà họ có yêu cầu luật sư, cũng như tất cả mọi người dân trên nước Việt Nam này, khi đến cơ quan công an, họ muốn có một ông luật sư hay là một bà luật sư đi chung với mình, thì họ có quyền yêu cầu, và cơ quan công an phải chấp nhận, cũng như những cơ quan khác. Tức là ngoài cơ quan công an, ta còn đến ủy ban, đúng không? Đến viện kiểm sát, rồi đến các cơ quan khác. Thì luật sư có quyền tham gia. Tất nhiên, cơ quan công an hoặc cơ quan đang làm việc đó phải yêu cầu luật sư xuất trình những giấy tờ liên quan. Ví dụ như đơn yêu cầu, giấy giới thiệu văn phòng, rồi những giấy tờ chứng minh của luật sư, ví dụ thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề vân vân. Rồi sau đó cấp giấy cho luật sư. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị thấy nội dung này như thế nào? Khi xem, rất mong là quý vị khán giả tiện tay để lại một bình luận nhận xét cho nội dung ngày hôm nay. Và tiện thể đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà Hiếu chia sẻ đến cho quý vị được biết. Đồng thời bấm like để ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra mà để ủng hộ cho kênh của Hiếu. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ, Hiếu xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ.